Ngày 29 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa, Hiệp hội Du lịch tỉnh phối hợp với khu du lịch Sun World Fansipan Legend tổ chức chương trình kích cầu du lịch với chủ đề Chạm Sapa, chạm những tầng mây. Theo đó, chương trình sẽ được triển khai từ ngày 2 tháng 11 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2024. Đã có 130 đơn vị lưu trú, nhà hàng, đơn vị vận tải, các điểm tham quan du lịch, check-in, các homestay cam kết thực hiện ưu đãi, giảm giá dịch vụ từ 10 đến 50%. Các đơn vị cũng cam kết nâng cấp chất lượng dịch vụ, đem đến cho du khách những trải nghiệm và cảm xúc đáng yêu nhất khi đến với Sapa. Hướng tới một cái dịch vụ chuyên nghiệp, đảm bảo dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Ngoài ra thì cũng đã ký cam kết là giảm 30% giá so với thị trường ạ. Về phía các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch này, sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận của mình đấy để mời gọi du khách đến đây để chúng ta cùng nhau được chiêm ngưỡng một cái mùa đẹp nhất của du lịch Lào Cai, của du lịch Sapa. Chương trình kích cầu du lịch Chạm Sapa, chạm những tầng mây còn là cơ hội để các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cải tạo cảnh quan, quảng bá điểm đến, nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ nhất khi đến với khu du lịch quốc gia Sapa.